nhận thấy có dấu hiệu khả nghi từ chiếc tàu cá mang số hiệu BTH-89955TS, lực lượng kiểm ngư Bình Thuận đã yêu cầu dừng tàu kiểm tra. Ngay lập tức phát hiện trên sàn tàu hàng loạt súng điện cùng hàng trăm mét dây chưa kịp cất giấu. Tang vật bị thu giữ, chiếc tàu và chủ nhân của nó bị lai dắt vào bờ. Anh Tình, ngư dân được xác định là đã dùng loại súng này để săn cá quanh khu vực đảo. Là có một cái bình điện ở trên ghe, gắn ở trên ghe. Thì nguồn điện này từ 35 độ lại. Dây điện đây là mình kèm vô theo cái ống vòi lặn của mình đi xuống. Mình gặp những cái con cá mà nó ngu á, thì mình đỡ vô thì mình bấm một cái hoặc là hai cái là con cá nó bị gãy đi thôi. Nó gãy xương sống á. Kiểm ngư Bình Thuận cho biết, từ đầu năm đến nay họ đã phát hiện và bắt giữ nhiều trường hợp ngư dân sử dụng công cụ này để đánh bắt cá. Đây là hàng loạt các thiết bị xúc điện tự chế vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng và kiểm ngư Bình Thuận bắt giữ. Thì ngoài các loại chất nổ hay là chất độc thì những thiết bị điện thế này có tính sát thương rất là lớn, có thể gây chết những con cá lên đến chục ký trong phạm vi 1 đến 2 mét. Theo giới chức trách, công cụ đánh bắt này rất nguy hiểm không chỉ đối với người lặn săn cá mà nó còn đe dọa cả tính mạng của những người làm nghề lặn biển khác nếu không may điện bị rò rỉ. Còn đối với kiểm ngư thì hình thức này còn mang tính chất hủy diệt. Cái hình thức khai thác như ngày xưa thì nó có tính chọn lọc, con cá nào to thì người ta khai thác, còn cái này thì xuống thì cái chích thì cái lớn cái nhỏ gì thì cũng chết hết, nên sử dụng cái công cụ này thì mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản rất là lớn. Cùng với súng điện chất độc, đa số ngư dân vùng đảo này đang bức xúc với tình trạng không ít người sử dụng thuốc nổ, dù liên tục cảnh báo, thậm chí là khởi tố với tội danh mua bán tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Nhưng các loại thuốc nổ, kíp nổ, ngòi cháy chậm tự chế như thế này vẫn thỉnh thoảng bị phát hiện trên những phương tiện đánh bắt gần bờ. Trước đó đã có một số trường hợp bị thương vong do thuốc nổ phát nổ trước khi quăng xuống biển. Hiện các biện pháp phối hợp ngăn chặn tình trạng này giữa lực lượng biên phòng và kiểm ngư vẫn đang quyết liệt.